Xin mến chào toàn thể các cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Thì hiện tại thì Tâm đang đi cái nghĩa vụ là đi cái dự bị động viên 15 ngày mọi người ạ. Thì trong suốt vài ngày qua cũng có rất nhiều các anh chị cũng nhắn tin cho Tâm để Tâm đứng ra chia sẻ những cái hoàn cảnh khó khăn đến mọi người ạ. Như Tâm đang ở trong đơn vị, cái vừa rồi Tâm cũng đi Điện Biên cũng khoảng 4 ngày 3 đêm mọi người ạ. Thì ngày đó thì Tâm về thì Tâm cũng đi tham gia cái huấn luyện 15 ngày luôn. Thật sự là Tâm cũng rất chi là muốn đứng ra để kêu gọi cho những cái hoàn cảnh khó khăn. Nhưng tại vì Tâm đang đi trong đơn vị, vì tại vì khi có mình có kêu gọi nhưng mình lại không đến trao tiền cho họ được, cho nên là Tâm cũng thấy rất chi là áy náy. Cho nên thì trong thời gian này, khoảng thời gian này thì Tâm sẽ xin dừng một thời gian. Khi Tâm hoàn thành cái nhiệm vụ này xong thì Tâm sẽ về và bắt đầu tiếp tục cái hành trình thiện nguyện của mình. Thì Tâm cũng xin cảm ơn đến toàn thể các cô chú, anh chị và tất cả các bạn trong suốt cái thời gian hành trình vừa qua luôn luôn ủng hộ và sát cánh cùng Tâm trong suốt những chặng đường dù rất là khó khăn, gian nan. Nhưng Tâm sẽ cố gắng để hoàn thiện hơn và cố gắng đứng ra chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn nhiều hơn. Chỉ mong sao khi Tâm chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn đấy thì mong mọi người biết tới và mong những cái nhà hảo tâm có thể đến và giúp đỡ cho những cái gia đình đấy, hoàn cảnh đấy. Thật sự đối với Tâm thì trong suốt cái thời gian hành trình đó, mỗi hoàn cảnh Tâm chia sẻ, Tâm chỉ mong sao khi đó mình chia sẻ lên là mình có thể nhận được những cái số tiền nó nho nhỏ thôi, nhưng đó là những cái món quà giá trị tinh thần rất lớn cho những cái hoàn cảnh đó. Mỗi một hoàn cảnh Tâm đều chia sẻ, chỉ mong sao hoàn cảnh đó có thể nhận được nhiều hơn nữa. Đối với bản thân Tâm, cái sức của Tâm nó cũng chỉ được như vậy. Cho nên cũng mong các cô chú, anh chị và tất cả các bạn cũng thông cảm cho Tâm. Vì bản thân Tâm khi chia sẻ, Tâm cũng muốn hoàn cảnh đó nhận được số tiền nó nhiều hơn để có thể trang trải trong cuộc sống. Tại vì họ thật sự đang rất cần cái sự chung tay của các cô chú, anh chị và tất cả các bạn. Thì Tâm xin hứa với mọi người trong thời gian tới đây, công việc và mọi thứ của Tâm ổn, Tâm sẽ đi nó xa hơn. Ví dụ Tâm có thể đi hành trình xa hơn để chia sẻ những hoàn cảnh khó khăn hơn. Tại vì xung quanh huyện Sóc Sơn của Tâm, nói thật với mọi người là nếu như bảo khó khăn thì thật sự là ở đây thì cũng không phải là khó khăn hẳn, cũng hơn các cái nơi dân tộc bản nghèo. Tại vì mỗi một nơi có một cái sự khó khăn khác nhau. Cho nên mong mọi người ủng hộ và trong tiếp tục những cái hành trình của Tâm. Hiện tại thì Tâm cũng đang ngồi trên quả đồi, và Tâm cũng đang trốn ra một nơi xa xa để ngồi đây để nói chuyện với tất cả các cô chú, anh chị và tất cả các bạn trong những cái chặng đường của Tâm. Tại vì là Tâm đi cái ngày hôm nay là được 2 ngày rồi. Mọi người cũng hỏi là Tâm đi lính hay gì đấy, thì Tâm xin nói với mọi người là cái hành lấy lính thì ngày xưa thì Tâm cũng đi rồi. Đây là Tâm chỉ đi cái tập huấn gọi là dự bị động viên, sĩ quan dự bị động viên đấy mọi người ạ. Sĩ quan gọi là sĩ quan dự bị, để đi 15 ngày để mình huấn luyện lại những cái quá trình của mình trong suốt cái thời gian vừa rồi, mình đã được học những cái gì. Thì thật sự trong lính thì quay những cái động tác hoặc là cái gì thì họ không cho phép, cho nên là Tâm cũng đang trốn ra ở một cái nơi là rất chỉ là vắng. Cho nên là mọi người cũng thông cảm cho Tâm. Cũng một số anh chị cũng bảo là cho quay lên những cái đoạn mà mình tập đội ngũ hay là duyệt binh hay là tập đi đều đưa các thứ, những cái động tác ấy. Có những cái người đi lính thì họ sẽ hiểu, cho nên là nhiều người cũng không biết về trong lính cần làm những gì và phải làm như thế nào mọi người ạ. Trải qua lính rồi thì mọi người mới hiểu được. Đi cái sĩ quan dự bị, quân nhân dự bị này thì thật sự là nó cũng có rất nhiều chế độ. Thứ nhất là không vất vả như trước kia. Nếu như thời xưa mà đi tân binh thì rất chi là vất vả. Mà đến ngay có khi dùng điện thoại cũng không được dùng với mọi người ạ. Ngày xưa Tâm đi lính tân binh là Tâm bị mất 3 cái điện thoại. Có nghĩa là khi mình dùng ấy, là bị cán bộ biết. Mà cái ngày đấy thì nếu mà bị bắt dùng điện thoại ấy, thì là sẽ bị kỷ luật. Hoặc là bị, nói thật mọi người là bị tát phá, nó là bình thường.
thì qua đây thì Tâm cũng không làm mất nhiều thời gian của các cô chú anh chị và tất cả các bạn nữa. Thì kính chúc toàn thể các cô chú anh chị và tất cả các bạn có một cái ngày mới vui vẻ hạnh phúc bên gia đình. Và đợi Tâm trong cái thời gian tối này xong thì Tâm sẽ tiếp tục cái hành trình tiếp theo của mình. Xin chào tất cả các cô chú anh chị và tất cả các bạn nha.